Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với channel của Quỳnh. Thì đây cũng là video đầu tiên mà Quỳnh chia sẻ cho mọi người trong năm 2020. Nhưng mà điều đầu tiên thì Quỳnh cũng xin kính chúc cả nhà mình năm mới thật là rạng ngời, nhiều thành công, nhiều sức khỏe và đặc biệt là luôn luôn may mắn mọi người nhé. Thì hiện nay thì mọi người cũng đang lo lắng cũng như Quỳnh cũng vậy, đang lo lắng về cái tình trạng dịch bệnh corona ấy. Mà bác sĩ thì khuyên chúng ta là nên sử dụng khẩu trang khi đi ra ngoài này, rửa tay thật sạch, hạn chế đến chỗ đông người, ăn uống cũng như là vệ sinh môi trường xung quanh thật là sạch, và đặc biệt là nên bổ sung nhiều các sản phẩm chứa vitamin C. Đấy, chính vì vậy mà hôm nay Quỳnh muốn chia sẻ với mọi người một sản phẩm để giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe bằng vitamin C. Đấy chính là viên uống DHC của Nhật Bản mọi người nhé, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Đấy, thì trước khi mà Quỳnh muốn chia sẻ cái cách sử dụng cho mọi người, thì cho phép Quỳnh sẽ review cho mọi người về cái công dụng này, về cái đối tượng sử dụng và tại sao chúng ta nên sử dụng cái viên uống DHC của Nhật này mọi người nhé. Thì thứ nhất ấy, là về thành phần của cái này thì nó chiết xuất từ 100% là rau củ này, và thành phần chính của nó thì gồm có vitamin C và vitamin B2. Đây, nếu mà tiếng Nhật mọi người không hiểu thì có cái ký hiệu ở đây mọi người cũng có thể nhìn sơ qua được. Đấy, và thứ ba là về đối tượng sử dụng thì làm ở mọi lứa tuổi này, nam nữ là trẻ gái trai thì mình đều có thể sử dụng được, cả gia đình mình đều có thể sử dụng được để tăng sức đề kháng, phòng ngừa dịch bệnh corona. Đấy, và cái công dụng nữa rất là tuyệt vời mà Quỳnh muốn chia sẻ tới mọi người, và Quỳnh nghĩ là cái công dụng đầu tiên này thì đến 99,9% chị em mình đều thích, bản thân Quỳnh cũng thế. Cái đầu tiên là nó sẽ giúp cho chúng ta làm trắng da này, làm cho da chúng ta mịn màng, làm giảm tình trạng mụn, và đặc biệt là nó giảm cái tình trạng lão hóa như là đốm nâu, nám, nếp nhăn, làm cho quá trình lão hóa chúng ta diễn ra chậm hơn. Đấy là cái điểm mình rất là thích. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt, sức đề kháng tốt. Những người mà vừa mới ốm xong này, hoặc là đang trong kiểu đang bị mệt mỏi trong người, khi mà mình sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ nhanh hồi phục hơn. Hay là những người đang bị những cái vết thương như là đứt tay hay là bỏng thì mình dùng cái này, nó cũng vết thương nó cũng nhanh lành hơn. Và cái thứ ba nữa là mình rất là thích cái này, bởi vì là nó giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải những cái chất độc cũng như là độc tố ra ngoài cơ thể, nên là giúp cho cơ thể chúng ta rất là nhẹ nhàng, thoải mái và được thanh lọc ấy. Và cái này cũng rất phù hợp với những người mà đang ăn chay hay là ăn kiêng ấy, thì mọi người sẽ không ăn được đầy đủ hết các thực phẩm có chứa vitamin C và B2, thì mọi người uống cái này thì nó sẽ giúp mọi người bổ sung. Đấy là những cái điều mà Quỳnh muốn chia sẻ rất là tuyệt vời mọi người. Và cái cuối cùng thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người cách sử dụng, nó rất là hiệu quả cũng như là rất là đơn giản nữa. Thì một gói như này thì sẽ có 120 viên, và mình sẽ sử dụng là trong 60 ngày, tức là 2 tháng. Thì mỗi ngày mọi người sẽ sử dụng cho Quỳnh là 2 viên, một viên là sau bữa ăn sáng và một viên là sau bữa ăn tối. Thì Quỳnh có một lưu ý nhỏ cho mọi người là khi mọi người sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người nên uống thật là nhiều nước, bởi vì nó có một nhược điểm đó là nó có tính nóng, bởi vì là nó thải độc ấy. Chính vì vậy mà mọi người phải lưu ý là uống thật nhiều nước. Và cái lưu ý thứ hai là những chị em phụ nữ đang mang thai hoặc là phụ nữ cho con bú ấy, thì Quỳnh khuyên là mọi người không nên sử dụng, bởi vì nó không mang lại hiệu quả cho mọi người nhìn tối đa. Mà nếu mọi người muốn sử dụng thì mọi người nên hỏi ý kiến bác sĩ để bác sĩ tư vấn cho mọi người thì tốt nhất. Đấy, thì đây là những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của cái viên uống DHC này. Thì nếu mà biết nhược điểm rồi thì mọi người có thể khắc phục rất là đơn giản, đúng không ạ? Thì bạn nào đã sử dụng cái sản phẩm này rồi thì mọi người nhớ comment chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Và Quỳnh cũng có để là link mua sản phẩm bên dưới cũng như là số điện thoại ở dưới đấy để mọi người có thể gọi cho các bạn tư vấn trực tiếp cho mọi người để về cách sử dụng cũng như là cụ thể cũng như là chi tiết hơn nhé. Thì để cổ vũ tinh thần cũng như là làm động lực cho Quỳnh ấy, thì những nốt like, subscribe và share là điều Quỳnh rất là mong đợi. Và Quỳnh cũng mong là những video mình chia sẻ thì sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cũng như là giúp ích cho mọi người. Thì đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của Quỳnh. Và mọi người muốn Quỳnh review những sản phẩm gì hay là chia sẻ về chủ đề gì thì mọi người comment nhiệt tình nhé. Thì Quỳnh sẽ cố gắng làm thật nhiều video để chia sẻ hết mình cũng như là nhiệt tình cho mọi người. Yêu mọi người nhiều, mọi người nhớ subscribe cho kênh của Quỳnh nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người video sau.